Xin kính chào các bậc phụ huynh cùng các em học sinh. Các em học sinh thân mến, hôm nay cô trò chúng ta sẽ cùng nhau chữa các bài tập trong cuốn sách để kiểm tra toán 5 được biên soạn theo chương trình Cánh Diều nhé. Các em học sinh thân mến, trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chữa đề kiểm tra cuối kỳ số 8. Một lớn phần trắc nghiệm, khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng. Câu 1 số được đọc là. Về đây chúng ta thấy số mà đề bài đã cho được đọc là 56,8658. 56,8658, vậy cô chọn đáp án A. Câu 2, hỗn số 3/4/5 được viết dưới dạng số thập phân là. Về đây để viết hỗn số dưới dạng số thập phân, trước tiên chúng ta sẽ chuyển sang phân số. Ở đây cô có 3/4/5. Tử số cô sẽ lấy mẫu số nhân với phần nguyên và cộng với tử số. Đó chính là 5 × 3 + 4. Và mẫu số giữ nguyên là 5. 5 × 3 = 15, 15 + 4 = 19/5. Chúng ta có phân số là 19/5. Tiếp theo, chúng ta sẽ đưa phân số này về phân số thập phân. Cô sẽ nhân cả tử số và mẫu số của phân số này về số 2 để đưa mẫu số về mẫu số 10. Ở đây chúng ta có 19 × 2 / 5 × 2. 19 × 2 = 38. 5 × 2 = 10. Và đây chính là bằng 3,8. Cô chọn đáp án B. Chúng ta tiếp tục với câu 3. Phân số tối giản thích hợp điền vào chỗ trống là. Và đây chúng ta có để tìm thừa số chưa biết, chúng ta sẽ lấy tích chia cho thừa số đã biết. Ở đây chính là 27/13 / 9/2. Và đây chính là bằng 27/13 nhân với phân số nghịch đảo của 9/2 là 2/9. Chúng ta sẽ lấy tử nhân mẫu là 27 × 2 / 13 × 9. Thu được kết quả là 54/13 × 9 = 117. Ở đây chúng ta sẽ chia cả tử số và mẫu số cho số 9. 54 × 9 = 6. 117 × 9 = 13. Vậy chúng ta có phân số tối giản là 6/13. Cô chọn đáp án C. Chúng ta tiếp tục với câu 4. 0,54% của 13 lít là. Vậy đây 0,54% của 13 lít sẽ là 0,54% nhân với 13. Và đây chính là bằng 0,0054, tức là 0,54 chia cho 100 nhân cho 13. Và cô thu được kết quả là 0,0702. Và đây chúng ta có đơn vị ban đầu là lít. Tiếp theo chúng ta sẽ đổi sang đơn vị là millilit theo các đáp án của đề bài. Ở đây chúng ta có 1 lít sẽ bằng 1.000 millilit. Vậy 0,0702 lít sẽ bằng 0,0702 nhân với 1.000 millilit. Ở đây cô sẽ thu được là 70,2 millilit. Cô chọn đáp án B. Chúng ta tiếp tục với câu 5. Lớp 5A, 5B và 5C cùng thu gom giấy vụn. Lớp 5A thu gom được 64,8 kg. Lớp 5B thu gom được 54,2 kg. Số giấy vụn lớp 5C thu gom được bằng trung bình cộng số giấy vụn lớp 5A và lớp 5B thu gom được. Vậy tổng số kg giấy vụn của 3 lớp 5A, 5B và 5C thu gom được là. Ở đây đề bài yêu cầu chúng ta tìm tổng số giấy vụn của 3 lớp. Vậy trước tiên chúng ta sẽ lần lượt đi tìm số giấy vụn của cả 3 lớp. Ở đây chúng ta có đề bài cho lớp 5A. Lớp 5A thu gom được là 64,8 kg. Đề bài đã cho tổng số kg của lớp 5A. Và lớp 5B. Lớp 5B thu gom được 54,2 kg giấy vụn. Số giấy vụn lớp 5C thu gom được bằng trung bình cộng số giấy vụn của lớp 5A và lớp 5B. Tức là lớp 5C sẽ thu gom được số giấy vụn bằng trung bình cộng của lớp 5A và lớp 5B. Tức là sẽ bằng số giấy vụn của lớp 5A cộng với số giấy vụn của lớp 5B. Sau đó chia cho 2. Và đề bài hỏi tổng số kg giấy vụn của 3 lớp. Vậy lớp 5A đã biết, lớp 5B đã biết. Vậy chúng ta sẽ đi tìm số giấy vụn của lớp 5C, sau đó cộng số giấy vụn của 3 lớp lại với nhau. Ở đây chúng ta có lớp 5A sẽ là 64,8 kg, cộng lớp 5B chính là 54,2 kg. Và chúng ta chia cho 2. Cô thu được kết quả là 59,5 kg. Vậy tiếp theo chúng ta sẽ tìm tổng số giấy vụn của 3 lớp 5A, 5B và 5C là. Đây chúng ta sẽ lấy số giấy vụn của lớp 5A là 64,8 cộng cho lớp 5B là 54,2 và cộng cho lớp 5C là 59,5. Cô thu được kết quả là 178,5 kg. Vậy cả 3 lớp thu gom được 178,5 kg. Cô chọn đáp án D. Câu 6. Trong thư viện có 3 giá sách. Tổng số sách ở giá sách thứ nhất và giá sách thứ hai là 675 quyển. Số sách ở giá sách thứ nhất bằng 9/16. Số sách ở giá thứ hai, số sách ở giá thứ ba bằng 87,5% số sách ở giá thứ hai. Vậy số sách ở giá thứ ba là. Ở
Ở đây chúng ta có số sách ở giá thứ 3 bằng 87,5% số sách ở giá thứ 2. Vậy chúng ta cần phải đi tìm giá thứ 2 có bao nhiêu quyển sách. Ở đây đề bài cho biết tổng số sách của giá thứ 2 và giá thứ nhất là 675. Tỷ số giữa số sách ở giá thứ nhất và giá thứ hai là 9/16. Vậy chúng ta sẽ áp dụng cách giải của bài toán tìm hai số khi biết tổng và tỷ số của hai số đó để tìm ra số sách ở giá thứ nhất và giá thứ hai. Ở đây tổng sẽ là 675 và tỷ số chính là bằng 9/16. Ở đây chúng ta sẽ có sơ đồ giá sách, số sách ở giá sách thứ nhất. Vậy chúng ta có số sách ở giá thứ nhất mà 9/16, số sách ở giá thứ hai. Vậy cô sẽ vẽ số sách ở giá thứ nhất là 9 phần và giá thứ hai là 16 phần. Và chúng ta có tổng số sách ở giá thứ nhất và giá thứ hai là 675 quyển. Vậy nhìn vào sơ đồ chúng ta tính được tổng số phần bằng nhau là ở đây chính là 9 phần cộng với 16 phần. Và cô thu được kết quả là 25 phần bằng nhau. Vậy giá trị một phần là giá trị một phần sẽ bằng tổng chia cho tổng số phần, chính là 675 chia 25, chính là bằng 27 quyển. Vậy một phần trên sơ đồ sẽ tương đương với 27 quyển sách. Tiếp theo chúng ta cần tìm số sách ở giá thứ hai. Chúng ta sẽ lấy giá trị một phần nhân với số phần của số sách ở giá thứ hai. Ở đây chính là 27 nhân với 16 phần. Cô thu được kết quả là 432 quyển sách. Vậy giá thứ hai có 432 quyển sách. Tiếp theo đề bài cho chúng ta giá sách thứ ba bằng 87,5% số sách ở giá thứ hai. Vậy chúng ta tìm được số sách giá thứ ba là chúng ta sẽ lấy 87,5% nhân với số sách ở giá thứ hai. Đây chính là 87,5% nhân với 432. Chúng ta thu được kết quả là 378 quyển. Vậy giá thứ ba có 378 quyển sách. Cô chọn đáp án C. Chúng ta tiếp tục với phần 2 lớn, phần tự luận. Ở bài 1 chúng ta có đặt tính rồi tính. Bài 1 đặt tính rồi tính. Ý thứ nhất, 237,16 cộng cho 17,4. Ở đây chúng ta có 6 cộng 0 bằng 6, 1 cộng 4 bằng 5, 7 cộng 7 bằng 14, viết 4 nhớ 1, 3 cộng 1 bằng 4 thêm 1 bằng 5, và 2 cộng 0 bằng 2, và cuối cùng chúng ta hạ dấu phẩy. Vậy kết quả của biểu thức thứ nhất là 254,56. Tiếp theo chúng ta có 85,739 trừ cho 21,9. Và đây chúng ta có 9 trừ 0 bằng 9, 3 trừ 0 bằng 3, 7 không trừ được cho 9, chúng ta lấy 17 trừ 9 bằng 8, nhớ 1, 2, 1 thêm 1 bằng 2, 5 trừ 2 bằng 3, và 8 trừ 2 bằng 6. Và cuối cùng chúng ta hạ dấu phẩy, và chúng ta thu được kết quả là 63,839. Tiếp theo 121,4 nhân với 3,6. Ở đây chúng ta có 6 nhân 4 bằng 24, viết 4 nhớ 2, 6 nhân 1 bằng 6, 6 thêm 2 bằng 8, 6 nhân 2 bằng 12, viết 2, nhớ 1, 6 nhân 1 bằng 6 thêm 1 là 7, 3 nhân 4 bằng 12, viết 2, nhớ 1, 3 nhân 1 bằng 3, 3 nhân 4 bằng 12, viết 2, nhớ 1, 3 nhân 1 bằng 3 thêm 1 bằng 4, 3 nhân 2 bằng 6 và 3 nhân 1 bằng 3. Ở đây chúng ta có 4 cộng 0 bằng 4, 8 cộng 2 bằng 10, viết 0, nhớ 1, 4 cộng 2 bằng 6 thêm 1 bằng 7. Ở đây chúng ta có 7 cộng 6 bằng 13, chúng ta viết 3 nhớ 1, 0 cộng 3 bằng 3 thêm 1 bằng 4. Ở đây chúng ta có 1, 2, 2 chữ số phần thập phân, vậy chúng ta sẽ đánh dấu phẩy sao cho kết quả vừa tìm được có 2 chữ số phần thập phân. Cô thu được kết quả là 437,04. Tiếp theo, 16,87 chia cho 3,5. Ở đây chúng ta thấy số bị chia là 3,5, có một chữ số ở phần thập phân, vậy cô sẽ chuyển dấu phẩy của cả số chia và số bị chia sang bên phải một chữ số và thu được phép tính là 168,7 chia cho 3,5. 168,7 chia cho 35. Vậy đây chúng ta có 168 chia 35 bằng 4, 4 nhân 35 bằng 140, 168 trừ 140 bằng 28. Chúng ta hạ 7 ở phần thập phân và đánh dấu phẩy. 287 chia 35 bằng 8, 8 nhân 35 bằng 280, 287 trừ 280 bằng 7. Chúng ta viết thêm 0. 70 chia 35 bằng 2, 2 nhân 35 bằng 70, 70 trừ 70 bằng 0. Bài 2 số ý thứ nhất, 0,375 hecta bằng ô trống mét vuông. Vậy đây chúng ta có 1 hecta sẽ bằng 10.000 mét vuông. Vậy 0,375 hecta sẽ bằng 0,375 nhân với 10.000 mét vuông. Ở đây chính là bằng 3.750 mét vuông. Ý tiếp theo, 2,38 tấn bằng ô trống kg. Về đây 1 tấn sẽ bằng 1.000 kg. Vậy 2,38 tấn sẽ bằng 2,38 nhân với 1.000 kg. Về đây 2,38 tấn sẽ bằng 2,38 nhân với 1.000 kg. Và thu được kết quả là 2.380 kg.
Tiếp theo chúng ta có 5m2 42cm2 bằng ô trống mét vuông. Vậy đây chúng ta có 5m2 42cm2 sẽ bằng 5m2 cộng với 42cm2. Và chúng ta cần đổi sang đơn vị là mét vuông. Vậy chúng ta sẽ giữ nguyên là 5m2. Về đây chúng ta thấy 1m2 sẽ bằng 10.000cm2. Vậy 42cm2 sẽ bằng 42 chia cho 10.000m2. Và đây chính là bằng 0,0042m2. Và chúng ta cộng tiếp cho 5m2. Và đây chính là bằng 5,0042m2. Tiếp theo chúng ta có 10 tạ 23kg sẽ bằng 10 tạ cộng cho 23kg. Đây chúng ta sẽ đổi sang đơn vị là tạ. Vậy trước tiên chúng ta giữ nguyên là 10 tạ cộng với. Đây chúng ta có 1 tạ sẽ bằng 100kg. Vậy 23kg sẽ bằng 23 chia cho 100 tạ. Và đây chính là 10 tạ cộng cho 0,23 tạ. Và chính là bằng 10,23 tạ. Bài 3 tính bằng cách thuận tiện. Ấy thứ nhất, 12,12 nhân với 64,75 cộng 35,25 nhân với 12,12. Vậy đây chúng ta thấy số 64,75 và 35,25 đều nhân với 12,12. Vậy áp dụng tính chất kết hợp của phép cộng và phép nhân, cô sẽ viết được thành. Chúng ta đưa 12,12 ra ngoài và nhân với ở trong ngoặc là 64,75 cộng cho 35,25. Chúng ta có 12,12 nhân cho phép tính trong ngoặc chính là 64,75 cộng 35,25 chính là bằng 100. 12,12 nhân 100 chính là bằng 1212. Vậy chúng ta có kết quả là 1212. Tiếp theo, 0,08 nhân cho 0,125 chia 0,01. Vậy đây chúng ta thấy chia 0,01 tức là nhân với 100. Chúng ta sẽ đổi thành nhân với 100. 0,08 nhân 0,125 và nhân cho 100. Vậy đây cô thấy 0,08 nhân cho 100 thì sẽ thu được một số tự nhiên. Vậy cô sẽ thực hiện phép tính 0,08 nhân cho 100 trước. Đây chúng ta có 0,08 nhân cho 100 và tiếp tục nhân cho 0,125. Và đây chính là 8 nhân cho 125 và thu được kết quả là bằng 1. Vậy chúng ta có giá trị của biểu thức thứ hai chính là bằng 1. Bài 4 điền dấu lớn bé bằng. Ấy thứ nhất, 2/1/3 cộng 1/4 và 9/2 trừ 5/3. Vậy đây trước tiên cô sẽ thực hiện các phép tính mà đề bài đã cho. 2/1/3 cộng 1/4, cô sẽ đổi hỗn số về phân số. 3 nhân 2 cộng 1 chính là 7. Mẫu số sẽ là 3 giữ nguyên. Chúng ta cộng tiếp cho 1/4 và thu được kết quả là 31/12. Tiếp theo 9/2 trừ 5/3, thu được kết quả là 17/6. Vậy để so sánh hai phân số này, chúng ta sẽ đưa về, chúng ta sẽ quy đồng mẫu số. Ở đây, mẫu số chung là 12. Vậy 17/16 chúng ta sẽ nhân cả tử số với mẫu số với số 2. Chúng ta có 17 x 2 bằng 34 và 6 x 2 bằng 12. Ở đây chúng ta thấy 34 sẽ lớn hơn 31, vậy 34/12 lớn hơn 31/12. Cô sẽ điền dấu lớn cho 9/2 trừ 5/3. Tiếp theo chúng ta có 14,56 chia 2,6, thu được kết quả là 37,856. Tương tự, 12/11 cô sẽ đưa về phân số bằng cách tử số sẽ là 11 x 1 cộng 2 chính là 13 và giữ nguyên mẫu số là 11 nhân tiếp cho 121/26. Đây chính là bằng 11/2. 11/2 chúng ta thực hiện phép tính 11 chia 2 và được kết quả là 5,5. Vậy 5,5 sẽ bé hơn 37,856. Tức là 37,856 sẽ lớn hơn 5,5. Vậy đây cô điền dấu lớn. Bài 5. Nhà bác Đức nuôi ong lấy mật. Trong năm ngoái và năm nay, bác thu hoạch được 139,84 lít mật ong. Biết năm ngoái, bác thu hoạch được 76 lít mật ong. Tính tỷ số phần trăm số lít mật ong bác Đức thu hoạch được năm nay so với số lít mật ong bác thu hoạch được năm ngoái. Để biết được tỷ số mật ong bác thu hoạch được của năm nay so với số lít mật ong thu hoạch được năm ngoái, chúng ta cần phải biết năm nay bác thu hoạch được bao nhiêu mật ong và năm ngoái bác thu hoạch được bao nhiêu mật ong. Và đây đề bài đã cho chúng ta biết năm nay bác thu hoạch được 139,84 lít mật ong. Vậy, về đây đề bài đã cho chúng ta tổng số lít mật ong thu hoạch được cả 2 năm và số lít mật ong thu hoạch được năm ngoái. Vậy chúng ta sẽ tính được số lít mật ong thu hoạch được năm nay. Chúng ta có năm nay bác Đức thu hoạch được số lít mật ong là, chúng ta sẽ lấy tổng số mật ong của cả 2 năm trừ cho số mật ong thu hoạch năm nay. Và đây chính là 139,84 trừ cho 76. Và chúng ta thu được kết quả là 63,84 đơn vị là lít mật ong. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm tỷ số phần trăm số lít mật ong năm nay. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm tỷ số phần trăm số lít mật ong bác thu hoạch được năm nay so với năm ngoái. Vậy chúng ta có tỷ số phần trăm
của số mật ong năm nay và số mật ong năm ngoái Bắc Đức thu hoạch là, ở đây chúng ta sẽ lấy số mật ong thu hoạch được năm nay là 63,84 chia cho số mật ong thu hoạch được năm ngoái là 76 và thu được kết quả là, và kết quả thu được là 0,84, hay đó chính là 84%. Vậy chúng ta có tỷ số đó là, vậy chúng ta có tỷ số cần tìm đó là 84%. Đáp số 84%. Chúng ta tiếp tục với bài 6. Bạn Thành vẽ sơ đồ lớp học với tỷ lệ 1:50. Lớp học của bạn Thành có dạng hình chữ nhật, chiều dài của lớp học lớn hơn chiều rộng của lớp học là 3,2m. Biết chiều rộng của lớp học bằng 3/5 chiều dài. Hỏi chiều rộng của lớp học trên sơ đồ là bao nhiêu cm? Về đây, để biết chiều rộng của lớp học trên sơ đồ là bao nhiêu thì chúng ta cần phải biết tỷ lệ bản đồ và chiều rộng thực tế. Và đây, chúng ta đã biết được tỷ lệ bản đồ, vậy chúng ta cần phải đi tìm chiều rộng thực tế. Ở đây chúng ta có đề bài cho chiều dài hơn chiều rộng 3,2m và tỷ số giữa chiều dài và chiều rộng. Vậy chúng ta sẽ áp dụng cách giải của bài toán tìm hai số khi biết hiệu và tỷ số của hai số đó để tìm ra chiều rộng thực tế. Vậy trước tiên chúng ta có sơ đồ. Chiều rộng bằng 3/5 chiều dài, vậy cô sẽ vẽ chiều rộng là 3 phần và chiều dài là 5 phần. Vậy đây chúng ta có chiều dài hơn chiều rộng là 3,2m, vậy chúng ta có đoạn này chính là 3,2m. Vậy nhìn vào sơ đồ, chúng ta đi tìm hiệu số phần bằng nhau là, hiệu số phần bằng nhau sẽ là 5 trừ 3 bằng 2 phần. Vậy giá trị một phần sẽ là, chúng ta sẽ lấy hiệu chia cho hiệu số phần, và đây chính là 3,2 chia 2, và đó chính là bằng 1,6m. Tiếp theo chúng ta sẽ đi tìm chiều rộng trên thực tế. Chúng ta sẽ lấy giá trị một phần nhân với số phần của chiều rộng. Ở đây chính là 1,6 nhân với 3 phần và bằng 4,8m. Vậy sau khi có chiều rộng thực tế và tỷ lệ bản đồ, chúng ta sẽ đi tìm chiều rộng trên bản đồ tỷ lệ 1:50. Ở đây chúng ta có chiều rộng trên bản đồ sẽ là, ở đây chúng ta có chiều rộng trên bản đồ sẽ là 4,8 chia cho 50. Nó sẽ bằng 0,096. Đơn vị ở đây là mét. Đề bài hỏi chiều rộng trên bản đồ là bao nhiêu cm, vậy chúng ta sẽ đổi đơn vị mét sang cm. Vậy cô có đổi 0,096m. Chúng ta có 1m sẽ bằng 100cm, vậy 0,096m sẽ bằng 0,096 nhân với 100cm và bằng 9,6cm. Vậy chiều rộng trên bản đồ tỷ lệ 1:50 chính là 9,6cm. Đáp số 9,6cm. Các em học sinh thân mến, như vậy cô đã hướng dẫn các em chữa xong đề kiểm tra cuối kỳ số 8. Ở trong video lần sau, cô sẽ tiếp tục hướng dẫn các em chữa đề kiểm tra cuối kỳ số 9. Cô xin chào và hẹn gặp lại các em ở trong video lần sau.